Dạ, mình chào quý cô chú anh chị em ha. Nay tiếp tục quay trở lại huyện Lai Vung, đến nhà vườn của anh Thuận có một số bằng lăng, phong trang ghép ngũ sắc, một số mỹ vàng, muốn giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình ha. Rồi, chào anh Thuận. Rồi, dạ em chào anh Thái ạ. Mến chào quý cô chú anh chị, mình đang xem kênh Phát Cát TV ha. Thì hôm nay trở lại nhà vườn em thì có một số mặt hàng hoa mẫu đơn và bằng lăng ha, muốn giao lưu cùng quý cô chú anh chị ha. Lời nói đầu tiên thì cho nhà vườn và kênh Pháp Thái gửi lời chào lời chúc quý cô chú anh chị mình ha, một ngày mới thật nhiều niềm vui hạnh phúc, làm ăn thì luôn luôn gặp nhiều may mắn trong công việc ha. Địa chỉ em thì Tân Long, Hòa Thành, Lai Vung, Đồng Tháp ha. Số điện thoại em là 0899486958, đó cũng là số lô của em luôn nha quý cô chú anh chị. Đó, trong khi quay thì ví dụ như có cái nào không rõ nét thì quý cô chú anh chị mình cứ kết bạn qua Zalo em hỗ trợ thêm phần đó ha. Rồi đầu tiên em xin vô cây số 1 ha, là cây ghép ngũ sắc nha quý cô chú anh chị, nhưng mà lá cẩm thạch nha. Cái này là lá cẩm thạch nha, chứ không phải vàng nha quý cô chú anh chị. Nhiều khi mình lên máy cái quý cô chú anh chị nói vàng là không phải ha, nó lá cẩm thạch nha. Rồi chiều cao được 80 ha, tán mang ngang thành 75, hoành nó thì dao động từ 7 ha, tại vì nó cái hàng này ghép nó ngũ sắc nó không có lớn nha quý cô chú anh chị đó ha, hoành 7 ha. Lô này một cốt và một đặc biệt cái phôi hồng phấn lá cẩm thạch là một nè quý cô anh chị. Này là vàng thái là 2 nè. Rồi. Tím sen là 3 nè. Sen nè. Sen nhật là 4 nè. Mây đỏ nè. Đỏ là 5 nè. Trắng nữa. Cam nè. Trắng cam 6 7. Nè, trắng nữa nè. Đó. Cam nè. Nhưng mà bao quý cô chú anh chị mình là 5 màu ngũ sắc ha. Nó là từ 5 đến 7 9 màu nghe quý cô chú anh chị. Nhưng mình bao rồi là bao chuẩn 5 màu ha. Rồi cây số 1 này em xin giao lô giá 400 ngàn ha. Bên em thì đó bao gồm cứ phí ship cho quý cô chú anh chị ha. Trong cái lô này thì nói chung bự thì nó bự nữa, giá tiền nó cao lắm. Mình ra quý cô chú anh chị ngán hành gam về lô nhỏ ha. Tiếp theo cây số 2 ha, vẫn là ngũ sắc ha. Chiều cao mình đòi 78 ha. Tán ngang mình thì 70. Hay quá trời đậm màu rồi. Dòng lá nhỏ gom vô đây hết. Hoành là 7 ha. Hoành là 7, cỡ ngón tay cái mình lớn hơn tí ha. Rồi mã số 2 này em xin giao lưu cho 400 ngàn luôn ha. Giá anh em thì đã bao gồm cước phí ship cho quý cô chú anh chị mình ha. Hôm ngày quý cô chú anh chị mình hỏi cái dòng ngũ sắc nhỏ này quá trời, nên em về cho quý cô chú anh chị mình mẫu ha. Nhưng mà số lượng em còn rất nhiều ha. Lô này tàn ra thành phẩm rồi quý anh chị. Số lượng còn mấy trăm cây nghe quý cô chú anh chị. Rồi chiều cao mình 80 ha. Tán ngang mình thì 70. Này có vàng nghệ la thái nữa nè. Nó đủ màu trơn. Sen nè, cam nè, có trắng nè, có đỏ, ô búa xua đây, người ta thái này nè, ba quý cô chú anh chị mình là 5 màu ha. Rồi mã số 3 này em xin giao lưu với 400 ngàn luôn ha. Tiếp theo mã số 4 ha, vẫn là ngũ sắc luôn nha, em về có 6 cây thôi, 3 cặp thôi ha. Rồi chiều cao mình 80, tán ngang mình 70, hoành thì dao động là 7 ha. 78 7 gữ 8 ha. Rồi 7 ha. Rồi mã số 4 này em xin giao lưu với 400 ngàn luôn ha. Rồi tiếp theo mã số 5 ha, vẫn là ngũ sắc nha. Đây. Có sen nhật này đẹp, cánh sen nhật đẹp. Rồi chiều cao mình 80. Tán ngang mình cũng 70 luôn ha. Hoành thì dao động cũng cỡ đó đi, nguyên lô mà 78 ha. Rồi cái số 5 này em xin giao lưu với 400 ngàn luôn ha. Rồi, tiếp theo mã số 6 ha, em về có 3 cặp cái quý cô chú anh chị, nhưng mà số lượng còn rất nhiều ha. Rồi chiều cao mình 80. Tán ngang mình 70. Đây nè. Sen nhật nè, đỏ nè, vàng nè, trắng nè, cam nè ha. Vàng hệ nữa là 6 ha. 6 màu nhưng mà bao mình là 5 màu ha. Rồi mã số 6 này em xin giao lưu giá 400 ngàn luôn ha. Rồi tiếp theo mã số 7 ha, là một cây mỹ vàng nha quý cô chú anh chị, lấy chậu luôn. Chậu nó là lông mỹ vàng chanh, tông lùng lực nghe quý cô chú anh chị. Hoa rất là sáng quý anh chị. Cực kỳ. Rồi chiều cao mình 80 ha, tán ngang mình thì 90 ha. Hoành lô này thì nó dao động từ 10 tới 11 ha. Hoành là 10 nghe quý cô chú anh chị. Này thoát thân khoảng 2 tấc rưỡi. Thoát thân 2 tấc rưỡi ha, chi cành gom đặt ha. Rồi mã số 7 này em xin giao lưu với 200 ngàn ha. Giá anh em mình đã bao gồm cứ phí ship cho quý cô chú anh chị mình ha. Mã số 8. Tiếp theo mã số 8 ha. Vẫn là mỹ vàng chanh luôn. Dễ dở cái chậu lên. Mỹ vàng chanh luôn nha quý cô chú chị. Mặt bông nó rất là sáng nha. Quá trời bông luôn rồi. Rồi chiều cao mình 80 ha. Tán ngang mình 80 luôn. Quý cô chú chị nào thích lùng lấy lùng ha. Full bông ha. Thoát thân thì 2 tấc rưỡi ha. Hoành nó dao động là từ 10 tới 11 nha quý cô chú chị. Bao 10 nữa ha, tại mắt cộng dây khó đo ha. Rồi mã số 8 này em xin giao lưu với 200 ngàn luôn ha. Quá wow, hòa.
Rồi tiếp theo mã số 9 ha. Đó, có cao có lùn ha quý cô chú anh chị mình dễ lựa ha. Rồi chiều cao mình 90. Cá ngang mình 80. Form rất là đẹp. Rồi thoát thân là 43 ha, ba quý cô chú anh chị hoành 10 ha. Tại vì cái nó mắc cộng dây mình khó đo ha nguyên lô đó nha. Rồi mã số 9 này em xin giao lưu với 200 ngàn luôn ha. Giá này thì bên em nó bao gồm cước phí ship cho quý cô chú anh chị về tận nhà luôn nha. Tiếp theo cây số 10 ha. Vẫn là Mỹ vàng chanh ha. Bông quá rất sáng nha quý cô chú anh chị. Chiều cao mình 95 ha. Tán ngang mình thì 80. Rồi thoát thân là 48 ha. Rồi hoành như là 9 đi ha. Này nhỏ hơn tí hoành 9 đi. Rồi mã số 10 em xin giao lưu giá 200 ngàn luôn ha. Rồi tiếp theo mã số 11 ha. Vẫn là Mỹ vàng chanh ha. Rồi chiều cao mình 90. Tán ngang mình 80. Màu hoa rất sáng nha. Rồi thoát thân 47 ha. Hoành là 10 ha. Rồi mã số 11 này em xin giao lưu với 200 ngàn luôn ạ. Tiếp theo mã số 12 ha. Vẫn là Mỹ vàng chanh. Hòa quá. Rồi chiều cao mình 90. Tán ngang mình 80. Rồi thoát thân 40 ha. Sáng trời mưa quá cái thước gì chân nhất. Rồi hoành là 10 ha, có củ đế. Rồi mã số 12 này em xin giao lưu với 200 ngàn luôn ạ. Một cốt thẳng quý anh chị. Tiếp theo mã số 13. Cây này nó đang búp quá trời luôn. Đó. Búp cứng cây luôn. Chiều cao mình 90. Tán ngang mình 85. Thoát thân thoáng ha. Thoát thân được 38 nè. Hoành là 10 ha. Rồi mã số 13 này em xin giao lưu với 200 ngàn luôn ha. Rồi tiếp theo mã số 14 ha. Cái lô này em còn rất nhiều nha quý cô chú anh chị, tầm 300 cây ha, nhưng mà tại vì nó chưa lên bông nhiều em chưa có bứng nhiều ha. Rồi chiều cao mình 95. Tán ngang mình 90. Rồi thoát thân được 30 ha, hoành này là 11 nè. Cây này gốc bự, gốc bự 12 ha. Rồi mã số 14 này em xin giao lưu với 200 ngàn luôn ha. Tiếp theo mã số 15. Vẫn là Mỹ vàng chanh luôn. Đó. Chiều cao mình 90. Tán ngang mình 90 luôn. Rồi thoát thân là 38 hoành 10 ha. Rồi, mắc dây khỏi đo. Cái lô nguyên lô nó vậy không. Rồi mã số 15 này em xin giao lưu với 200 ngàn luôn ạ. Nặng. Cây này chứ mười mấy ký ạ. Tiếp theo mã số 16 ha, một cây lùng lực ha. Quá lực cứng búp ha. Quá lùng mà. Rồi chiều cao mình 80. Tán ngang mình 95. Thoát thân 2 tấc đi ha, hoành là 10 ha. Rồi mã số 16 này em xin giao lưu với 200 ngàn luôn ha. Rồi quý cô chú anh chị nào thích lùng lấy lùng ha. Rồi tiếp theo mã số 17 là một cặp bằng lăng nha quý cô chú anh chị. Bằng lăng màu hồng siêu bùng. À, vừa rồi quý cô chú anh chị mình đang kiếm hồng giờ em về là màu hồng không ha. Đây gồm một cặp nha quý cô chú anh chị. Cái này thích hợp trồng ban công trên lầu á. Rồi mã số 17 ha. Dạ, rồi chiều cao bao quý cô chú chị mình 80 ha. Cái cây này cặm là 80 ha. Nhưng mà lên đây là em không tính ha, rồi tính 80 đi ha. Điều luôn. Một cặp là đang hoành siêu bút ngón ra cái mình nghe quý cô chú chị. Rồi. Mã số 17 đang có mặt hoa luôn ha. Rồi em xin giao lưu với 300 ngàn ha, gồm một cặp nha quý cô chú chị, hai cây ha. Rồi tiếp theo mã số 18 cũng vậy luôn ha, màu hồng luôn ha. Đây nè. Quá trời bông một gang tay. Này về anh chị mình là nở. Chiều cao bao quý cô chú chị mình 80 ha, có trên có thể gần 1 mét nữa. Hoành thì có ngón trỏ ngón cái mình ha. Rồi cặp 18 này em xin giao lưu với 300 ngàn luôn ha, một cặp nha quý cô chú chị gồm hai cây nha. Rồi tiếp theo mã số 19 ha. Đó. Màu hồng ha. Chiều cao mình cũng 80 luôn. Màu hồng không, có một hai cây màu tím nha. Màu hồng với màu tím nó là ná nha quý anh chị. Rồi. Hoành thì nó dao động cỡ ngón trỏ ngón cái mình đi ha. Rồi mã số 19 em xin giao lưu với 300 ngàn luôn ha, một cặp nha quý cô chú chị gồm hai cây ha. Quá trời cái lô nó đang lên bông rồi. Tiếp theo mã số 20 nè. Quý một cái chùm bông à. Này mà nó nở hết cái là nó quật xệ xuống luôn quý cao anh chị. Cao mình 80, bởi mình mới cầm cây cột nên nó quật quá quật à.
màu hồng. Rồi nguyên lô nó vậy ha. Rồi mã số 20 em xin giao lưu cho 300 ngàn luôn ha. Đây, cái nguyên lô nó tông đều ra như nhau à. Dạ mình báo vậy đó, nguyên lô vậy đó. Nhánh nó có chút xíu và cái chùm bông nó nóng lạnh. Rồi cao mình là 80 ha, 80 em đo tới cây thôi nha. Còn từ lên đây cả tắc nữa ha, trên tắc. Rồi mã số 21 em xin giao lưu cho 300 ngàn luôn ha. Gồm hai cây nghe quý cô chú anh chị. Một cặp không ha. Rồi tiếp theo mã số 22. Vẫn là một cặp luôn ha. Nè, trời ơi, cái bông chùm hoa bên đây nó quặt luôn rồi anh Thần. Đó, sảy xuống luôn. Tê tái tâm hồn rồi nè, một gan mấy rồi. Rồi. Cặp số 22 này em xin giao lưu cho 300 ngàn luôn nha quý cô chú chị, gồm hai cây ha, đã bao phí ship cho quý cô chú chị mình tới nhà luôn ha. Rồi, tiếp theo mã số 23. Bữa nay là nói chung là cái lô này là mặt bông nó lên đều hết trơn nha quý cô chú chị. Quá bông rồi nè, mỗi đọt mỗi hoa ha. Rồi chiều cao mình 80 đi, hoành thì dao động từ ngón trỏ ngón cái mình ha. Rồi mã số 23 này em xin giao lưu cho 300 ngàn luôn ha, gồm một cặp. Lô này thích hợp nhà. Nó đều nhau à. Nhà phố để cho quý cô chú chị mình đưa lên để cho quý cô chú chị mình chọn mẫu ha. Chứ nó cũng đều gan nhau nguyên lô ha. Rồi cặp mã số 24. Nè. 5 6 cái chùm như cái đọt nó ra tới 3 chùm hoa luôn nè. Một đọt nó ra 3 chùm nè. Cái này nó ra cái màu hồng nhạt nhạt nhìn rất là đẹp. Nói có viền trắng á. Rồi cao mình 80 luôn ha. Rồi mã số 24 này em xin giao lưu giá 300 ngàn luôn nha. Gồm một cặp nha. Nó y gan nhau à. Tiếp theo mã số 35. 25 chứ. Nè, quá trời chùm hoa nè. Nở chưa hết mình xệ xuống. Cao mình 80. Tán ngang tại mình cuột rồi mình không có đo ha. Tán ngang cũng 7 80 chứ không ít rồi. Rồi mã số 25 này em xin giao lưu giá 300 ngàn luôn ha. Trời ơi cái chùm bông này nó nặng nè. Mưa cái nó nặng nó quặt nè. Rồi, tiếp theo mã số 26 ha. Trời ơi cái chùm hoa này nó đẹp. Nè, hết biết chưa. Pha lẫn màu hồng đậm màu hồng nhạt đó. Rồi chiều cao mình 80 luôn ha, thông nguyên lô nghe quý cô chú chị. Hoành thì ngón tay chỏ tay cá mình đi. Rồi mã số 26 này em xin lưu cho 300 ngàn luôn ha, gồm hai cây. Quá dễ chơi. 300 ngàn có một cặp đó trước cửa nhà. Tiếp theo mã số 27 ha, là một cây thái đỏ nghe quý cô chú chị, hàng thuần chậu ha. Quá trời lên búp. Hàng này thì nói chung là nó cứng búp hết trơn rồi. Mình thuần tới 2-3 tháng rồi. Là cứng búp trơn ha. Thái đỏ nha. Tàn nón à. Rồi chiều cao mình 89 ha. Tán ngang mình 85. Một cốt thoát thân tắt ha. Hoành ngay em đo vị trí là 10 12 rưỡi gần 13 ha tính 12 ha. Rồi mã số 27 làm xin lưu cho 300 ngàn luôn ha. Rồi tiếp theo mã số 28 ha. Rồi em lên đường cặp đại diện thôi ha. Đây nè. Quá trời hoa luôn rồi. Cứng búp hết trơn rồi. Rồi chiều cao mình 90. Tán ngang mình 85. Một cốt thoát thân tắc ha, hoành là 12 ha. Rồi mã số 27 này em xin giao lưu giá 300 ngàn luôn ha. Rồi tiếp theo mã số 28 là một cây thái vàng tàn lỡ nha quý cô chú chị. Tàn nón ha. Búp bông rất hết trơn ha. Rồi chiều cao mình 89. Tán ngang mình 80. Hoành là dao động là 10 ha. Hoành là 10 ha. Rồi mã số 29 em xin giao lưu giá 250.000 luôn ha. Giá này thì em đã bao gồm cước phí ship rồi ha. Tiếp theo mã số 30. Vẫn là thái vàng luôn ha, hàng thường chậu nha. Hàng này quý cô chú chị mình an tâm ha. Về tới nhà là chơi thôi, thay chậu là chơi thôi. Chiều cao mình 85. Tán ngang mình 80. Hoành là 10 ha. Rồi mã số 230 này em xin giao lưu cho 250.000 luôn ha. Rồi tiếp theo mã số 31 vẫn là thái vàng luôn ha. Cái này cứng búp hết trơn rồi. Này vừa tới với cô chị là nó nở luôn rồi. Rồi chiều cao mình 80. Tán ngang mình là 69 nè. Hoành là 10 ha, một cốt phát thân tắc ha. Rồi mã số 31 em xin giao lưu cho 250.000 luôn ha. Rồi tiếp theo mã số 32. Trời ơi cái cây này. Quá trời cái búp nó luôn rồi. Giữ dần búp luôn rồi. Rồi chiều cao mình 80. Tán ngang mình 75. Hoành là 10 ha. Một cốt thoát thân tắc nha quý cô chú chị đây nè ha.
Rồi mã số 32 này em xin lưu cho 250.000 luôn ha. Tiếp theo mã số 33 đây ốc xích kìa. Là hồng phấn nha, hồng phấn lá xoắn à. Lá xoắn nha quý cô chú anh chị. Siêu bông, lá hơi xoắn, xoắn hơi ha. Chiều cao mình 73. Tán ngang mình 70. Một cốt thoát thân tắc rưỡi ha, hoành là 13 ha. Rồi mã số 33 này em xin lưu cho 300.000 luôn nha quý cô chú anh chị. Hàng thuần chậu ha. Rồi tiếp theo mã số 34 vẫn là hồng phấn luôn ha. Vàng rất là mạnh ha. Lên bông à. Lô này đang vô bóp của anh chị em. Rồi chiều cao mình 72 ha. Đang chuẩn bị đóng đóng nụ nè. Tán ngang mình 70. Hoành đây là 13 gần 14 ha, tính 13 ha. Rồi mã số 34 em xin lưu cho 300.000 luôn ha. Rồi tiếp theo mã số 35. Tàn nó tròn như chế banh nè. Đây đó, mặt bông nó rất đẹp, nó tròn ha. Rồi chiều cao mình 74. Tán ngang mình 75. Hoành cũng 12, 13. Hoành là 12 ha. Rồi mã số 35 này em xin giao lưu cho 300.000 luôn ha. Giá này bên em nó bao gồm cước phí ship cho quý cô chú anh chị mình tới nhà ha. Tiếp theo mã số 36 nha. Vàng hường đọt xanh bông đậm nha quý cô chú anh chị đây nè ha. Mặt mơ nghiêng mặt bông ha. Đang full bông. Hàng thường chậu ha. Cái dòng vàng hường thì trời mưa, cái mùa mưa nó bông nó rất đẹp nha quý cô chú anh chị. Nó đậm ha. Mùa nắng thì bông nó hơi nhạt hơn ha. Mùa mưa bông đậm lắm nha. Rồi chiều cao 1m15. Tán ngang của mình là 90 ha. Một cốt thoát thân 50 ha. Và nứt cho me chân rồi. Hoành là 12 ha. Rồi mã số 36 này em xin giao lưu cho 350.000 luôn ha. Rồi tiếp theo mã số 37. Cũng là vàng hường đọt xanh ha. Cây này thì nói chung là nó đang lên nè. Búp kẹo hết trơn ha. Hai cây này cặp của anh chị. Một cặp luôn ha. Rồi chiều cao mình 1 mét ha. Tán ngang mình 85. Cây già. Rồi thoát thân 40 ha. Cây này nó già dữ lắm, già nứt cho me chân à. Rồi hoành đây là 14 rưỡi gần 15 ha. Tính 14 thôi. Rồi mã số 37 này em xin lưu cho 350.000 luôn ha. Rồi tiếp theo mã số 38 ha. Là một cây vàng hường được đỏ nghe quý cô chú anh chị. Chung là đỏ xanh em thuần còn rất nhiều ha. Hai dòng này nó khác nhau thì nó đậm hơn quý anh chị. Nó đậm hơn mà cánh nó bầu hơn ha. Bầu hơn cái thằng đọt xanh. Rồi chiều cao mình 1 mét ha. Tán ngang mình là 98. Thoát thân là 30. Hoành nó già nó nứt dơ me hết trơn. Rồi hoành nó 12 ha. Rồi mã số 38 em xin giao lưu cho 350.000 luôn ha. Rồi tiếp theo mã số 39 ha, là một cây mỹ tím ha. Một cốt rồi, phơm tàn. Mỹ tím Cà Mau nha. Nhà hàng này thuần lâu rồi, khuôn tàn nó nhiều nó đặt lên ha. Chiều cao mình 1m05 ha. Tán ngang mình 83. Rồi thoát thân 47 ha. Hoành là được 9 ha. Rồi mã số 39 em xin giao giá 250.000 luôn ha. Tiếp theo mã số 40, giờ đi xích đẳng đi con. Cũng là mỹ tím ha. À, con tàn dày đặc ha. 40. Chiều cao mình 95. Tán ngang mình 75 ha. Thoát thân được 45. Hoành là 8 ha. Rồi mã số 40 em xin giao giá 250.000 luôn ha. Rồi tiếp theo mã số 41 nó vẫn là mỹ tím luôn ha. Hàng em còn nhiều nghe quý cô chú anh chị. Lô này còn rất nhiều ha. Hàng thuần không nha. Rồi chiều cao mình 95. Tán ngang mình 79 nha. Lô này đúng là siêu bông thiệt. Rồi thoát thân 38. Hoành là 9 nha. Rồi mã số 41 em xin giao cho 250.000 luôn ha. Rồi tiếp theo mã số 42. Chẳng là mỹ tím luôn ha. Hết là bông nè. Không còn cái đọt nào trơn. Chiều cao mình 97. Tán ngang mình 85. Rồi thoát thân được 45 ha. Hoành dao động 89 nè, hoành 9 nè. Rồi mã số 42 em xin giao cho 250.000 luôn ha.
Rồi tiếp theo mã số 43 là một cây ngũ sắc lá trung nha quý cô chú. Đó, ghép 5 màu ha. Rồi chiều cao mình 1m03. Tán ngang mình 78. Thoát thân chân dài ha. Thoát thân 56 ha. Rồi hoành là 9 nha. Cái lô này là cái gốc là đỏ nhung lá bóng nha quý cô chú. Hồng phấn sữa là 2 nè. Thường sọc là 3 nè, Mỹ cam là 4 nè. Còn một màu nữa. Đó nhung nó là 5. Gốc á, cái này là cái màu riêng của cái cây nè, là đó nhung nó bóng là 5 nè, Mỹ có hình như không có trắng. Rồi là 5 màu ha. Rồi mã số 43 này em xin giao lưu giá 400.000 luôn ha. Giá này bên em nó bao gồm phí ship ha. Rồi, tiếp theo mã số 44 ha, là một cây vàng ta cuối clip bên em luôn nghe quý cô chú chị. Vàng lá trung. Vàng lá trung ha, đang lên bông, mặt bông nó rất là đẹp ha. Rồi chiều cao mình 1m1, tán ngang mình 85, thoát thân được 54 ha, già nứt da me cho nha, đo vị trí này ha, là 15 hoành ha. Rồi mã số 44 này em xin giao lưu giá 300.000 luôn ha. Rồi cuối clip thì em cũng xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị mình ha, thời gian qua đã thương tình tin tưởng ủng hộ nhà vườn ha. Mến chào quý cô chú anh chị, hẹn gặp lại clip sau ha. Cỡ này vô mùa mưa quá rồi quý cô chú anh chị ơi. Xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị ha. Kính chúc quý cô chú anh chị ngày đầu tuần thật là nhiều may mắn, thành công trong công việc và nhiều sức khỏe ha. Hẹn gặp lại nha.